Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng review đồng hồ Tag Heuer Carrera Heuer 01. Khi Jean Clark Biver tiếp quản vị trí CEO của Heuer, ông đã bắt tay vào công cuộc cải tổ lại thương hiệu với việc đặt ra mục tiêu đặc biệt, hướng đến những nguồn khách hàng mới bằng cách tung ra những danh mục sản phẩm mới cùng mức giá mới. Và đó là lý do xuất hiện của chiếc đồng hồ Tag Heuer Carrera Heuer 01 với bộ vỏ, bộ máy đã được nâng cấp so với những thiết kế mới. Không chỉ là một mẫu đồng hồ mới, Tag Heuer Carrera Heuer 01 còn là một thiết kế mở đầu cho chương mới của thương hiệu Tag Heuer kể từ năm 2015. Vậy có những điểm mới nào xuất hiện trên mẫu đồng hồ Tag Heuer Carrera Heuer 01? Tag Heuer Carrera Heuer 01 có bộ vỏ khung kích thước 45mm trong chất liệu thép không gỉ, đã được trải xước mạnh mẽ đi kèm một số tròn cùng dáng càng nối dây vắt chéo với những mặt cắt thể thao thời thượng. Mặc dù mới mẻ nhưng vẫn còn những nét riêng của dòng đồng hồ Carrera Chronograph cho những cuộc đua xe này lửa. Với kích thước 45mm cùng càng nối dây vươn ngoài bộ vỏ, Tag Heuer Carrera Heuer 01 trông cực kỳ hâm hố và thể thao. Bộ vỏ đồng hồ Tag Heuer Carrera Heuer 01 chứa đựng những điều mới mẻ mà các thiết kế Carrera trước đó chưa từng được trang bị. Bộ vỏ gồm có 12 chi tiết cấu thành gồm có càng nối dây, vỏ giữa, vành bezel, mặt đáy, nút bấm, núm vặn, gioăng bảo vệ núm cùng mặt kính sapphire hai mặt trước sau. Với mẫu đồng hồ Carrera Heuer 01, thương hiệu Tag Heuer đã thử khả năng chơi đùa với những tông màu tương phản. Sự kết hợp giữa gam màu đỏ và đen xám kiểu kim loại cùng màu đen của vành bezel ceramic đã đảm bảo sức hấp dẫn mới mẻ cho bộ vỏ đồng hồ mà vẫn không bị dội chi phí lên cao. Càng nối dây góc cạnh với mặt cắt rõ ràng là điều làm nên cái tên Carrera trong mắt người hâm mộ. Ở mẫu đồng hồ Tag Heuer Carrera Heuer 01, Enlink có màu đen của Titanium đã được trải xước và nó ăn khớp cùng vành bezel, đồng thời làm nổi lên dây đeo cao su màu đỏ nối liền bên cạnh. Điểm mới lạ tiếp theo trên mẫu đồng hồ Tag Heuer Carrera Heuer 01 chính là bộ máy mới nằm bên trong bộ vỏ đồng hồ. Xương sống của bộ máy Heuer 01 là bộ máy 1887, gồm các chức năng như là chỉ báo giờ, phút, dây độc lập tại góc 9 giờ, trong khi chức năng Chronograph có kim dây nằm trung tâm cùng bộ đếm 30 phút góc 12 giờ và bộ đếm giờ tại góc 6 giờ, trong khi báo ngày là một ô cửa sổ góc 3 giờ 30. Bộ máy Heuer 01 vận hành ở tần số 4Hz với khả năng dự trữ năng lượng đạt 50 giờ và nhìn ở mặt trước đồng hồ trông nó thực sự ấn tượng. Với thiết kế mặt số dạng skeleton ở cả hai mặt trước sau, người hâm mộ có thể nhìn những chi tiết máy được hoàn thiện kiểu công nghiệp đẹp mắt như phần phủ đen sáng bóng. Cấu trúc của Heuer 01 cho phép nhìn sâu vào bộ máy đồng hồ, xuyên qua những lớp máy có thể nhìn thấy bánh xe cân bằng tại mặt đáy đồng hồ. Rõ ràng, Tag Heuer 01 đã cực kỳ nỗ lực trong việc biến hóa Heuer 01 thành một bộ máy tuyệt vời về mặt thẩm mỹ ở các mặt trước lẫn mặt sau. Theo nhiều đánh giá thì Heuer 01 có chất lượng hoàn toàn xứng đáng với mức giá khoảng 7.500 đến 8.000 USD. Nhìn về mặt tổng thể, Tag Heuer Carrera Heuer 01 là thiết kế hướng tới hai đối tượng khách hàng cụ thể. Một là những người yêu thích thương hiệu Tag Heuer nhưng cố gắng tìm kiếm một thiết kế mới mẻ trong khi mức giá chi trả vẫn phải ở mức hợp lý. Đối tượng khách hàng thứ hai là rất nhiều khách hàng trẻ tuổi đang mong muốn sở hữu một chiếc đồng hồ có vẻ ngoài cao cấp nhưng mức giá vẫn chấp nhận được. Thương hiệu Tag Heuer vẫn là một thương hiệu đáng giá để đầu tư. Với quãng đường trải qua không dài, Tag Heuer vẫn có những thành công của riêng mình thông qua một số bộ sưu tập huyền thoại ví như Altavia, Monaco hay Carrera. Nhưng có những thời điểm, cái tên Tag Heuer không mấy sáng nổi bật nếu không muốn nói là mờ nhạt. Tag Heuer Carrera Heuer 01 không chỉ là một mẫu đồng hồ, đó là khởi đầu cho nỗ lực vươn mình, nỗ lực giành lại thị trường của thương hiệu này. Và khi được trèo lái bởi Jean Clark Biver, sẽ rất có hy vọng rằng Tag Heuer sẽ như Hublot thứ hai. Vừa rồi chúng ta đã review xong đồng hồ Tag Heuer Carrera Heuer 01. Nếu như thích video này thì đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh Gia Bảo Luxury. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!